Độc thùng với tiền 260 nha mấy anh em. Đi theo nó là đầy đủ phụ kiện cho nha. Mỗi tiếp này cũng tiền không á. Xích này xích ít tiền chính hãng nha. Xích 325 nha, 33,5 mất rưỡi nha. Bao la ít tiền 260. Rồi thử đi. Xài nhớt này luôn nha mấy anh em, nhớt ít tiền này luôn nha. Con này xài chai nhớt này pha 30 lít nha. Đây có chào lục nha mấy anh em. Đó chạy rồi đó. Con này giật rất là nhẹ nha, lóc lóc hợp kim nha mấy anh em. Nè mấy anh em chỉ cần bấm này xuống. Giật nhẹ nhiều luôn. Giật cái là rất là nhẹ luôn. Con này thì không hư chó luôn. 99%. Ok. Về bên em Godai 2 bình xăng nha. Nhớ kéo lên xích từ lên nha. Đó, con này là tuyệt vời luôn nha. Con này có chỉnh nhất nam dưới đây luôn nha mấy anh em. Đi pin luôn. Con này là hàng cao cấp nha mấy anh em, mới về tới được nha, không gần hết hàng rồi nha. Đó con này mà ai mà có điều kiện xài gia đình cái là đi xị luôn. Bít tông nó 44,7 mm nha mấy anh em. Đó cái lam này là đỉnh cao nhất của dòng bít tin luôn nha. Đó mắt in Zemuri là lam này lam Đức nha, cây lam năm là y xị nhất luôn nha. Rồi ai mua liên hệ nha. Rất là nhẹ giật nha mấy anh em, tay nắm đàn hồi luôn nha mấy anh em nè. Đó tay nắm này bữa nay 300 mấy đó nha. Này tay nắm lên có đen không? Bỏ xuống giật thôi. Rất là nhẹ.